Bắt đầu chúng ta đi vào học cái phần giáo lý căn bản. Và cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật vận chuyển, Đức Phật thuyết pháp cho năm tôn giả Kiều Trần Như là bài Tử Diệu Đế. Và trước khi đi vào Tử Diệu Đế thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái ý nghĩa, những cái ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, lý do vì sao mà Đức Phật lượng lự trong việc là thuyết pháp, vận chuyển cái bánh xe pháp. Đây là vấn đề thứ nhất mà chúng ta phải tìm hiểu. Cái vấn đề thứ hai, đó là cái hình ảnh hoa sen trong hồ nó nói lên cái điều gì. Và vấn đề thứ ba chúng ta sẽ tìm hiểu, đó là sự hoài nghi của anh em năm anh em tôn giả Kiều Trần Như về sự giác ngộ của Đức Phật nó có cái giá trị như thế nào. Đây là ba vấn đề trước khi mà chúng ta đi vào nội dung của tự đề. Như quý vị đã biết, khi mà Đức Phật ngài quyết định, khi mà ngài chứng đạo giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác xong, thì ngài có bảy tuần ngài ngồi thiền định trong cái khu vườn của Bồ Đề Đạo Tràng để gọi là hưởng thiền lạc, và ngồi là để cảm nhận, để gọi là để quán sát, để xem thử cái vấn đề thuyết pháp là làm sao. Lúc đầu Đức Phật ngài lượng lự trong vấn đề chuyện vận bánh xe pháp, bởi lý do ngài quan sát thấy cái giáo pháp của ngài nó khó khăn quá, gọi là cái giáo pháp là vi diệu tịch tình, khó chứng khó thấy, và là cái giáo pháp này là cái giáo pháp ly dục ly tham. Trong lúc cái căn cơ của chúng sanh thì đa số là tham dục, đầy tham ái, đầy chấp thủ, thì cái vấn đề thuyết pháp của Đức Phật có như thế cũng có giá trị chứ không, cũng có hiệu quả hay không. Và Đức Phật lượng lự, và Đức Phật nghĩ thế này, với cái chúng sanh mà đa dục đa thủ như thế này, mà nếu mà ngài có thuyết pháp đi nữa thì cũng chỉ làm mệt ngài mà thôi, và cái hiệu quả nó không lớn. Cho nên ngài có ý định nhập diệt vào thời điểm đó, ngay khi mà sau khi ngài chứng đạo thì có khởi lên cái tâm đó, tâm kinh có dạy điều này. Và trong cái thời điểm mà ngài khởi cái tâm như thế thì có vị Phạm Thiên Sahambati, đây là vị vua Phạm Thiên, và ông đang ở trên cái cõi trời Phạm Thiên, và ông tâm thiền quán ông đọc được, ông nhận ra được cái ý, cái suy nghĩ của Đức Phật. Ông hoảng quá, ông sợ Đức Phật sẽ nhập diệt thì cái giáo pháp của Đức Phật mà tu chứng được là sẽ không được tiên thiệt, thì những người có duyên sẽ không có cơ hội để mà tu tập để chuyển hóa nghiệp lực. Vì vậy ông đã từ cung trời của ông dùng thần thông ông hiện xuống, và ông cung thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Ông nói rằng bạch Đức Phật, đúng như Đức Phật dạy, đúng như Đức Phật suy nghĩ, là trong cái cõi ta bà ngụ trược ác thế này thì chúng sanh đa dục, đa ải, đa cầu, đa thụ, mà giáo pháp của ngài thì vi diệu tịch tình, là nó lý ải lý thụ, cho nên thật khó cho ngài nếu như ngài thuyết pháp. Tuy nhiên thưa Đức Phật, là trong cuộc đời này những chúng sanh lúc này cũng có rất nhiều người đa ải đa dục, nhưng mà có những người cũng có vừa ải dục ít mà thôi, và có những người á là sẵn sàng để đón ngay chánh pháp này. Mà nếu Đức Phật không thuyết pháp, không vận chuyển bản xe pháp, thì cuộc đời này sẽ là vô cùng khổ đau. Cho nên ba lần ông thỉnh cầu Đức Phật thì Đức Phật lại yên lặng. Điều này về mặt tôn giáo thì nói như thế này, cái giáo pháp của Đức Phật nó cao siêu, mà trong lúc đó cái Phạm Thiên là cái mà Ấn Độ, cái tôn giáo Ấn Độ này xem như là gì? Đấng sáng thế, đấng sáng tạo. Và cái vị mà vị thần cao nhất của Bà La Môn giáo là Phạm Thiên, mà họ cho như chủ sáng tạo cái thế gian này, mà con thấy cái giá trị con phải thỉnh cầu Đức Phật, mong muốn cái giáo lý này được vần được là thuyết pháp, thì chứng tỏ rằng
để nói lên rằng á là có cái lý do để Đức Phật thuyết pháp là một, và thứ hai là cái giáo lý Đức Phật nó vượt lên trên cả những cái giáo lý của tôn giáo thời bấy giờ. Thậm chí cái giáo chủ là Phạm Thiên còn muốn nghe pháp, còn đến cầu thỉnh. Đó là lý do thứ nhất mà chúng ta có thể hiểu sơ bộ là như thế. Và sau khi mà Phạm Thiên cầu thỉnh 3 lần xong thì Phạm Thiên biến mất ở đó và ông về cõi trời ông, thì Đức Phật yên lặng nhận lời và ngồi và bắt đầu ngài ngồi thiền quán bên hồ sen. Ngài nhìn xuống hồ sen, ngài thấy trong hồ sen có rất nhiều loài sen, có những cái loài sen đã đang ở trong bùn vừa nhũ ra, đang nằm trong bùn, có những loài sen đã nhũ ra khỏi bùn nhưng mà nằm ở dưới mặt nước, nằm ngay từ dưới mặt nước sâu, có những cái ngọn cây, có những cái bông sen đã lên đến nửa lưng chừng nước, rồi có những bông sen vừa lên đến mặt nước và có những bông sen nó vượt ra khỏi cái mặt nước, và khi mà những bông sen này nó vượt ra khỏi mặt nước thì nó không còn dính bùn, không còn dính nước, nó hoàn toàn thanh tịnh. Và Đức Phật ngồi quán hồ sen như vậy thì Đức Phật quán căn cơ của chúng sanh cũng như thế, căn cơ chúng sanh có nhiều cái trình độ, và là nếu chúng có những chúng sanh cũng đa dục, đa cầu, đa ái, đa thù, thì giống như là những chúng sanh đang ở trong bùn mà chưa vượt ra, chưa ra khỏi bùn. Rồi có những chúng sanh, có những chúng sanh là vừa nhũ ra khỏi bùn, có những chúng sanh ra khỏi bùn rồi mà đang ở trong dòng nước ải, rồi có những chúng sanh đã vượt lên khỏi cả đó. Do vậy thì giáo pháp của Đức Phật có thể tuyên thuyết. Và khi mà ngồi quán cảnh hồ sen như vậy thì ngài mới là quyết định chuyển bánh xe pháp. Ở đây có một điều tôi liên tưởng tới kinh Pháp Hoa, vì thầy biết trong cái phẩm Phương Tiện phải không, thì Đức Phật cái ngài ấy cũng quán căn cơ và cuối cùng ngài thuyết ra Tam Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác và Phật Thừa, và nó là phương tiện để nó phù hợp với cái trình độ của từng người, cái sở thích của từng người. Người thích xe dê thì Đức Phật ngài thuyết xe dê, ngài cho xe dê. Người thích xe nai thì Đức Phật cho xe nai. Người thích xe tâu thì Đức Phật cho xe tâu. Và qua cái này tôi nghĩ cái kinh Pháp Hoa nó cũng có liên hệ, cũng có một cái sự nối kết giữa cái kinh Nguyên Thủy và kinh Pháp Hoa. Tôi nói một chút như thế này để quý thầy có biết là cái kinh Nguyên Thủy là có những gốc ngọn để làm nền tảng cho các kinh phát triển về sau mà chúng ta gọi là Bắc Truyền, mà chúng tôi thường chúng tôi gọi là kinh Bắc Truyền, mà chúng tôi ít dùng cái kinh chữ Đại Thừa. Tất nhiên là chữ Đại Thừa thì là cái chữ mà nó rất là phổ biến, nhưng ở đây là sau này các học giả người ta dùng cái từ gọi là kinh phát triển, kinh của hệ phái phát triển, hay là kinh Bắc, kinh của cái hệ phái Bắc Truyền. Thì như vậy nó sẽ hệ phái Nam Truyền và hệ phái Bắc Truyền, còn ở đây là Nguyên Thủy. Đó là cái ý nghĩa thứ hai mà chúng ta tìm hiểu một chút. Ý nghĩa thứ ba đó là khi Đức Phật ngài quyết định đi thuyết pháp thì ngài quảng Nam Quảng đến hai vị thầy đã qua đời, cho nên ngài quyết định về tại Lộc Uyển để pháp cho năm tôn giả Kiều Trần Như. Và khi mà ngài đi vào trong vườn Lộc Uyển thì năm anh em tôn giả Kiều Trần Như thấy Đức Phật đó, thì năm ông mới nói thế này: kìa các huynh đệ, có Sa Môn Cù Đàm đang đi đến, và Sa Môn Cù Đàm ngày xưa cùng tu khổ hạnh với chúng ta. Sa Môn Cù Đàm là một người tinh tấn, nhưng cuối cùng Sa Môn Cù Toàn Cù Đàm đã đọa lạc, đã ăn uống trở lại, đã tiếp xúc với quần chúng trở lại, và hôm nay ông lại đến với chúng ta. Chúng ta đừng có đứng dậy nghênh tiếp ông, chúng ta đừng có lá làm gì cả, vì ông không đáng kính trọng. Ngài đam mê ngũ dục, trở lại ăn uống, bỏ việc tu hành, và chắc chắn giáo lý của ngài không chẳng có cái gì đặc biệt. Do vậy không có sự tiến bộ như vậy, và cũng vì vậy mà họ đề nghị đừng có hoan nghênh ngài khi ngài đến. Họ bàn bạc với nhau là đừng có tiếp đón ngài, đừng chào hỏi ngài. Tuy nhiên khi ngài đến đó, bắt đầu ngài đi vào, thì nắm ông tự nhiên không ai nói ai cả đều đứng dậy cả và mời Đức Phật vào. Một ông thì lấy ghế cho Đức Phật ngồi, một ông thì lại lấy khăn cho Đức Phật lau, một ông thì rửa chân cho Đức Phật, một ông thì lấy nước cho Đức Phật uống. Đó. Và cái uy đức của Đức Phật đã làm cho những cái người mà họ sắp sặc và dự định như thế,
Nhưng mà cái ý lực của Ngài, cái nội lực của Ngài, nó khiến như những cái tấm đó nó bị gọi là gì, xóa tan đi. Và cái sự kính trọng, cái lòng tôn kính và cái qua cái đạo phóng của Đức Phật khiến cho những người này họ cung kính và họ tiếp đón Đức Phật. Cho nên người tu chúng ta ở đây cần phải lưu ý là cái hình thức bên ngoài này chứ quan trọng, mà cần cái nội tâm tu tập. Giờ tu sĩ làm thế nào để khi người ta nhìn vào mình, khi người ta tiếp xúc với mình, và sau khi người ta từ giả mình thì ta có cái hy lạc, gọi là trong kính đường bộ gọi là gì, phương tiện, à là gì, thiền xảo. Vì thầy biết đó là chữ mà chúng ta nói là cái phẩm pháp hoa là phương tiện thiền xảo, thì ngay trong cái kinh trường bộ đã có cái chữ thiền xảo. Ubaya, tiếng Ba, tiếng Sanskrit và Bali gọi là Ubaya, dịch là thiền xảo. Mà sau này các nhà đại thừa, các nhà Bắc tiếng là còn Kausalya, là phương tiện thiền xảo. Một người tu là có cái thiền xảo với điều kiện là vì ấy thì còn nội tâm tu tập. Thiền xảo khi đến, thiền xảo khi đến, khi đi đến, thiền xảo khi ở lại, và thiền xảo khi ra đi. Làm sao để có cái thiền xảo khi đến, thiền xảo khi ở lại, và thiền xảo khi ra đi? Có nhiều người mà đến một lần, một thầy tu mà đến một lần á, lần sau mà ta khiếp, ta thấy ta sợ mà ta mất niềm tin. Ví dụ như có mấy vị mà tôi được báo cáo á, tôi được nghe nói đi, một Phật tử họ mời chư tăng đến là Tây Tạng, để tôi nói cái chung hiện tượng thôi. Thì có một ông thầy đến Tây Tạng, người ta bỏ là 1 triệu trong bì thư á, ông ở Đồng Nai xuống. Rồi ông sau khi ông nhận bì thư về quà xong thì em điện thoại ông nói đi, cũng gì mà ta đi từ đây tới Đồng Nai về mà 1 triệu bạc á. Và Phật tử họ tự nhiên cái niềm tin họ tinh thần kính chư tăng, họ đang thành kính tam bảo, khiến cho họ dao động, họ mất niềm tin. Và một lần là gì, người đã có thiền xảo khi đến không? Thiền xảo khi đến à? Ông nào mà thiền xảo khi đến thì chết rồi. Thiền xảo khi đến là khi đến khiến cho tâm người ta an lạc, khiến cho tâm người ta kính trọng, khiến cho người tâm là hưởng thường, đó là thiền xảo. Thiền xảo khi ở lại là khi chúng ta ở lại trong cái hội chúng đó, chúng ta thuyết pháp, chúng ta làm Phật sự để làm cho cái đạo tâm của tín chủ, đạo tâm của quần chúng Phật tử nó tăng trưởng nhờ cái gì? Nhờ cái sự thuyết giảng của chúng ta. Và thiền xảo khi ra đi là khi chúng ta ra về thì cái đạo tâm, thì cái giáo pháp chúng ta thuyết pháp cho họ, thì những cái Phật sự chúng ta làm cho họ, để lại trong họ, và cứ họ nghĩ tới mình, họ an lạc, họ hạnh phúc, họ cảm thấy là có niềm tin về tam bảo. Thì một vị tu sĩ cần phải có 3 cái thiền xảo đó. Mà muốn có 3 thiền xảo đó thì cần có cái nội tâm tu tập, mình chúng ta gọi là đạo lực hay đạo phẩm. Và cái này là cái vô cùng quan trọng. Quý vị nhớ khi Đức Phật Ngài đi, như tôi nhắc lại, khi Đức Phật Ngài đi bên bờ, bên về đường để đi khất thực, Ngài đang đi tìm đạo, thì vua Tần Bà Sa La Bimisara đang đi sang về và thấy một vị sa môn trẻ đang đi trên đường với cái uy thải thông dâm mà trang nghiêm, mà toát có một cái vẻ giải thoát tự tại. Nhà vua xuống ngựa và đến hỏi Ngài là ai. Cho nên quý chư tăng chúng ta đi thì đi từ từ, phải không nè, cho đừng chạy rực. Đừng có làm mà nó thiếu cái uy nghi. Và quý thầy biết cái hình bóng của quý thầy mới ra ngoài xã hội ấy, nó ảnh hưởng ghê gớm lắm. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Đi đứng nằm ngồi chúng ta, đó là những bài pháp mà tạo nên được cái niềm tin của người Phật pháp, mà người Phật tử, quần chúng ngoài đạo. Và cùng chính cái uy phong này mà khiến cho anh em con tôi giả Kiều Trần Như phải đứng dậy và cung kính với Đức Phật. Cho nên quý thầy phải làm sao phải thấy được cái giá trị của những vấn đề này. Cái vấn đề thứ 3 là ở đây có một cái tinh thần để chúng ta biết là người ta đến với đạo Phật, người ta đến với tôn giáo, người ta đến để mà tin, đến và tin, đến để mà tin. Còn đối với đạo Phật, đến để mà
thấy, chứ không phải chưa phải chưa đến để mà tin, và hoặc là đến để mà thấy. Cho nên cái gì mà chưa thấy thì không nên tin. Đây là cái điều mà Đức Phật dạy. Trong kinh Trung Bộ 1 bài kinh số 2 và kinh Nhất Thiết Lầu Hoặc, Đức Phật nói một câu thế này: này các đệ tử, ta nói rằng sự đoạn trừ lầu hoặc khác ái khổ đau chỉ dành cho người biết và người thấy, mà không dành cho người không biết không thấy. Kinh này là gọi là Majjhima Nikaya, đây là bài kinh số 2. Cho nên đến với Phạm Văn là đến với trí tuệ. Vì vậy mà nắm vị tôn giả Kiều Trần Như, các vị họ nghi ngờ cái giáo pháp Đức Phật là có lý do. Bởi trước đó họ đã cùng tu với Đức Phật, mà sau đó họ thấy Đức Phật trở lại ăn uống, họ gọi là hưởng thụ dục lạc, rồi tiếp xúc với quần chúng, cho nên họ nghi ngờ. Đây là cái điều. Về nghĩ của có tội không? Nhớ đang có một lần Đức Phật đến gặp Thâm Dân Kalamas ở làng Kesaputta. Quý vị về đọc Tương Ưng Bộ, có cái phẩm kinh này, kinh Tương Ưng Bộ. Chúng tôi dạy với quý vị, chúng tôi nói những cái kinh, chúng tôi chỉ gốc ngọn cho quý vị, và quý vị về tìm mà đọc. Chúng tôi không nói kinh chung chung, mà chúng tôi chỉ kinh rõ ràng. Và đây là cái tài sản để cho quý vị sau này khi mà giảng dạy là có cái nơi mà tham khảo. Kinh Tương Ưng Bộ thì quý vị biết là khi Đức Phật đến đó thì dân chúng đó nghi ngờ pháp của Ngài, vì có rất nhiều Sa Môn Bà La Môn đến đó, cùng khi đến thì ca ngợi cái giáo lý của họ, ca nghị cái đạo của họ và chê bai những cái giáo lý của người khác. Người đến sau thì chê người đến trước, và người đến sau chê người đến trước. Cho nên khi họ nghĩ rằng Đức Phật cũng hành sự như thế, Đức Phật cũng sẽ chê những người trước, và Đức Phật sẽ khen ngợi cái giáo lý của Ngài. Mà đây là cái thái độ chung chung. Ví dụ như tại bây giờ quý vị trong cái nội bộ Phật giáo chúng ta thôi, là thấy chuyện này nó đang xảy ra, là quý vị thấy xảy ra cái gì? Pháp môn tịnh độ là pháp môn nhanh nhất, dễ tu nhất và mau chứng nhất. Còn thiền thì gì? 10 người tu chỉ một người chứng. Còn tịnh độ là 10 người tu 10 người chứng. Phải không? Ai nói không? Câu này họ nói tổ nói đó quý vị. Họ nói tổ nói đó mới ghê chứ. Còn một lần nữa là tôi qua bên Úc, tôi giảng dạy xong cũng có một em thanh niên, nó cũng nói: thưa thầy, thầy dạy như thế, vì dạy về thiền như thế này, các tổ nói là 10 người tu thì có một người tối đa là một người chứng. Trong linh tình đồ là rất đơn giản, 10 người tu 10 người chứng. Tôi nói vậy thì con cho tôi cái số điện thoại một chút. Hỏi số điện thoại của ai con? Nó số điện thoại của Ngài Di Đà. Chứ là thầy, thầy điện thoại có thể hỏi của cỏ bên đó chứ, ta đừng nói với được. Vì cái mà chúng ta đang nói là 10 người tu 10 người chứng là những cái chúng ta đang nói, còn ai tu ai chứng biết đâu. Thiền định ai tu ai chứng biết đâu. Cho nên cái vấn đề là cái vấn đề muốn là gì? Khen mình mà chê người. Đại thừa thì chê là tôi là đại thừa, còn mấy ông Nam Tông là tiểu thừa. Còn mấy ông Nam Tông thì nói thế này: tôi là chính thống, còn mấy ông này đó ngoài đạo. Và trong cái cơ thể Phật giáo chúng ta đang diễn tiếng như thế này là quý vị, những người mà đi giảng diễn thì là bắt đầu là không đồng ý với những người đi cúng. Những người đi cúng thì nói là cái ông đấy ngồi nói vô ích, cúng thì có tấm lắm. Và những cái chuyện này đang xảy trong cơ thể của chúng ta, và cái chuyện này là chuyện quý thầy biết rằng là nó như là cái thời của Đức Phật vậy thôi, và tạo ra cái nghi ngờ của Phật tử. Còn một không, trong kinh gọi là quý thầy về đọc kinh Sa Môn Quả Trường Bộ 1, kinh Trường Bộ 1. Trong này Vua A Xà Thế có hỏi thế này: này thưa ta Sa Môn Cù Đàm, vậy dựa những cái bậc đạo sư như thế, tại đây có 6 vị tôn sư tuổi 70-80 tuổi lớn hơn ngài, vậy thì những vị đó là tu chứng hơn ngài hay bằng ngài, và họ đang ở đâu? Đức Phật nói thế này: tôi không thể nói họ đang tu chứng được cái gì, họ đang ở đâu, mà chính tôn giả, chính nhà vua phải nhìn để biết rằng người nào có tu và người nào không tu, người nào chứng ngắn ở đâu. Cái đó mới là cái đạo Phật.
không nên niềm tin mà bằng mình sự chứng thực. Ví dụ như vì thầy có biết rằng là ví dụ như một tỳ kheo mà có tu tập thì cách hành sự nó khác với người không tu tập. Khác ở chỗ nào? Khác ở cách nói, khác ở cách đi đứng, khác ở cách suy nghĩ, khác ở cách thể hiện lòng tu. Ví dụ khi thấy người một vị mà phạm lỗi, một người mà không tu lập tức lên án chửi bới, vì như mày lâu lâu mày điều và ngồi dậy tề một cái là xuống út chậu la lỗi rồi mắng nhiếc rồi đánh đập. Mà cái đó mà nó xảy ra hàng ngày thì không nói, đến lâu lâu nghỉ bữa thì mình nói à thôi cũng nghĩ là ngủ rồi thôi kệ. Mấy người tu cái cách xử lý của người tu bao giờ cũng chuyển tải cái lòng từ, chuyển tải rồi chia sẻ. Khi thấy cái sai lầm một người không lên án, không chỉ trích, mà làm thế nào để cho người ta cảm thấy có lỗi và người ta thấy ân hận. Và một cái người tu là gì? Một cái người luôn luôn thể hiện cái nụ cười từ bi ra để mọi người ta thấy cái giá trị của nội tâm tu tập, chẳng phải là cứ nội sân rồi nội si đến được chửi bởi làm như ghê gớm lắm. Cho nên quý thầy á, quý cô á, hằng ngày cách hành trực quý thầy quý cô nói lên được cái điều mà nội tâm quý thầy quý cô đang có gì trong đó. Nếu mà là một chút dần hai chục sân lại việc trong này đây cả kho tàng sân hận, phải không? Vì khi mà nói là phun ra phun châu nhà ngọc, người ta thì phun châu nhà ngọc, còn mình thì phun tham sân si. Cho nên cái đó là cái nội lực vô cùng. Và người ta đánh giá, người ta quý trọng, người ta đánh giá chỗ đó là quý thầy có lưu ý. Cho nên tôi luôn luôn mà đối với thầy trẻ, quý thầy nào mà có đức hạnh nghiêm trang thân giáo khẩu giáo ý giáo là tôi kính trọng, dù là học trò của tôi, chẳng phải tôi thầy là tôi cũng kính trọng. Mình quý thầy trẻ phải làm thế nào thể hiện cái đạo phong cho chúng tôi coi. Đạo phong đây là cái gì? Không phải cái gì ghế gớm lắm, cái gì cao siêu lắm, mà đạo phong đó là gì? Đó là cách hành sự của mình trong cuộc sống. Mọi cái thứ mà chúng ta nói năng hành sự với nhau đầy lòng từ bi, đầy lòng thương mến thì cái đó gọi là đạo phong, cái đó là nội lực. Đức Phật nói thế này, này các tỳ kheo, khi các tỳ kheo mà làm một việc gì đối với các vị đồng phạm hành thì phải làm bằng từ tâm, gọi là từ tâm hành. Khi quý vị muốn nói một điều gì với các vị đồng phạm hành ấy, vị đệ tử hãy nói bằng lòng từ, đó là từ khẩu hành. Khi một vị muốn làm một nghĩ một điều gì với các đệ tử, các Phật tử, các vài vị đồng phạm hành thì phải nghĩ với lòng từ, gọi là từ ý hành. Từ ý hành, từ thân hành và từ khẩu hành. Cái đó chính là mà cái nó nói lên được cái nội tâm của mỗi chúng ta. Cho nên mỗi bước đi của Đức Phật, mỗi cái hành động của Đức Phật, mỗi cái việc làm của Đức Phật đều truyền tải cái từ bi và trí tuệ. Và chính cái điều này mới có thể hóa độ được mọi người. Và khi ngài đến tại cái làng của Kalama thì dân chúng Kalama đã khổ đau với tôn giáo nhiều quá rồi, cho nên cũng ngã ngầm. Và cái đời này thì quý thầy biết là chúng sanh tầng đang khổ đau với tôn giáo nhiều quá, nhiều quá, cho nên cũng cần gọi một cái. Và khi họ nghĩ Đức Phật như thế, Đức Phật sẽ tán thán cái giáo lý của ngọ, thì họ hỏi Đức Phật rằng có phải Đức Phật cũng sẽ nói rằng là giáo lý của ngài là tốt nhất, là hay nhất, và tất cả những giáo lý trước là không đúng, không tốt. Đức Phật nói thế này: này các bà, này các Kalama, đừng để lôi cuốn bởi lời đồn. Nghe đồn đừng tin nghe, cái đời bây giờ cũng đồn dữ lắm, bằng đồn bây giờ cũng ác khủng khiếp nữa, đồn bằng miệng, đồn bằng hình bằng mỏng nữa, nó cắt là photoshop vô là cái chật dứt về nhau hết á. Bây giờ quý thầy biết lời đồn mà, đừng tin gì, đừng bị dẫn dắt bởi lối cuộn bởi lời đồn, đừng bị dẫn dắt bởi truyền thống, cái truyền thống xưa nay cũng đừng để bị dẫn dắt, đừng bị bởi dắt bởi thẩm quyền kinh điển, hay là lý luận suy diễn, hay vẻ bề ngoài đáng tin, bởi những nghi lễ truyền thống, hay bởi vì lời dạy của bậc đạo sư mình.
Quý thầy biết chỉ có Đức Phật Ngài mới làm một câu nói mà là sức sốt cái thế giới tôn giáo. Một vị giáo chủ một tôn giáo mà đi hoàng đạo, đi truyền đạo mà bảo Phật tử, bảo quần chúng này đừng tin những gì vì lời đồn, đừng tin những gì mang tính truyền thống, đừng tin những gì bởi vì thập quyền kinh điển. Thí dụ như thế này, cái thập quyền kinh điển, tin ta là lên thiên đường, mà không tin ta là xuống địa ngục, đó là thập quyền của kinh điển. Đừng tin gì bởi cái nghi lễ truyền thống, đừng tin, hay bởi lời dạy của chính bậc thầy của mình, đừng tin. Có cái ông mà giáo chủ nào mà nói câu nói đâu, mà hãy tin những gì, và nên tin những gì, hãy tin những gì sau khi mà áp dụng nó vào trong cuộc sống mà đem đến lợi ích cho mình, lợi ích cho người, thì hãy tin. Tin những gì mà sau khi áp dụng mà tham sân si mà nó được lắng xuống, mà từ bi hỷ xả nó được sinh khởi thì hãy tin. Còn hãy loại bỏ những gì mà sau khi áp dụng nó làm cho tham sân si sầu bi khổ não nó tăng trưởng. Quý thầy cô thầy, cái giáo pháp của Đức Phật luôn luôn lấy cái tiêu chí giải thoát để làm mục đích. Ở đây là cái điều mà quý thầy biết là các nhà triết gia người ta đã sức sốt bởi câu nói này, mà gọi là người ta chấn động bởi một cái lời tuyên bố của Đức Phật. Đức Phật có những cái lời tuyên bố của Đức Phật cái gồm lắm. Cho nên đối với giáo lý nhà Phật thì chúng ta có những nghi ngờ, chúng ta phải đặt nó ra, đừng có sợ hãi, đừng có bảo rằng vì đấy là giáo lý của Đức Phật cho nên chúng ta phải tin. Vì bây giờ trong cái giáo lý của chúng ta, quý thầy có biết trong kinh Nguyên Thủy cũng như kinh Đại Thừa có những phần xen kẽ mà chúng ta không biết được. Trong kinh Đại Thừa có những cái phần xen kẽ của ngoại đạo đưa vào, và trong kinh Nguyên Thủy có những phần xen kẽ của ngoại đạo đưa vào. Và quý thầy biết là cái phần xen kẽ này nó đã xảy ra trong cái thời, trong cái kỳ kiệt tập kinh điển lần thứ 3 giữa cái thời của Moggallinatissa, đây là Ashoka. Cái phần mà xen kẽ của ngoại đạo nó đã xảy ra từ thời đó, mà nó xen kẽ ngay trong kinh Nguyên Thủy, đừng bảo ở đâu hết, tôi chưa nói Đại Thừa, chưa nói Bắc Việt. Và vì vậy cho nên mới có cái bộ luận mà ngài Tích Xá, ngài làm chủ đạo, ngài phải lập đến bộ luận để bác bỏ những cái phần xen kẽ trong giáo lý, đó là cái bộ Kathavatthu. Kathavatthu đây là cái thái độ học Phật này. Đức Phật nói là khi mà chúng ta nghe những cái lời của ai dạy đó, chúng ta khoan vội tin, dù đó là nói lời Phật dạy, mà sau khi nghe xong chúng ta phải đem những lời dạy đó so sánh với cái kinh điển của Đức Phật á, những cái kinh mà đúng là lời dạy Đức Phật, có thể là đúng hay không. Sau khi thầy đúng thì biết tin, mà thầy nghi ngờ thì đừng có tin. Bởi vì trong kinh của mình, trong kinh của đạo Phật có những cái đoạn bị xen kẽ ngoài đạo trong này, và nó đưa cái tà kiến vào trong này. Ví dụ như bây giờ quý thầy biết là có những cái mà Phật giáo Việt Nam mình cứ nói rằng là kinh đạo, kinh của Phật. Ví dụ như cái truyền thống mà bây giờ cũng sáu đầu năm có không? Phật mình có cũng sáu đầu năm không? Sao gì? Quả tà, có một cái sáu quả tà thôi. Mà sao gì hết? Mà nào năm nào mà cũng thì cũng hết. Và xưa bài này làm như vậy là cái việc có chánh kiến không? Nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục. Rồi quý thầy có biết là bây giờ chùa nào mà có bấm 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 thế này là giàu? Bấm để làm gì không? Từng ngày, bây giờ, phong thủy. Mà thầy dựng những cái vị đó bây giờ là súng mạng lắm. Nhưng mà cái đó Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ, ngày không có ngày xấu, không có giờ xấu, chỉ có ngày nào cũng tốt đối với những người làm việc thiện, và ngày nào cũng xấu đối với những người làm những việc bất thiện. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta vẫn làm trái ngược những cái điều Đức Phật dạy. Do vậy quý thầy có biết rằng là khi mà chúng ta thấy có những điều nghi ngờ đối với chánh pháp, đối với cái lời Phật dạy Đức Phật, chúng ta phải khởi lên vần nghi. Nghi mặc dù nó là một trong năm chướng ngại cản trở sự hiểu biết về chân lý và sự tiến bộ của tâm linh, nó là một chướng ngại, nhưng nghi không phải là tội lỗi. Nghi không phải là tội lỗi, mà nghi là nó một cái chướng ngại. Mà chừng nào chúng ta không làm được, không giải quyết được cái nghi thì chúng ta không có tiến bộ. Cội rễ của bất thiện và vô minh là tà kiến, và chừng nào chúng ta còn hoài nghi, còn do dự thì không thể tiến bộ. Tuy nhiên khi mà người ta không hiểu, không thấy
rõ thì họ nên nghi ngờ và do dự. Muốn có tiến bộ trong vấn đề cuộc sống, trong vấn đề suy nghĩ, trong vấn đề tâm linh, trong mọi thứ thì cần phải giải quyết cái nghi ngờ này. Và đó là lý do tại sao mà Đức Phật luôn luôn phải nói là trí tuệ là quan trọng. Và Đức Phật không hề lên án những người có cái nghi ngờ đối với đạo Phật. Vấn đề không phải là nên nghi hay nên tin, vì nói tôi tin không có nghĩa là tôi hiểu vấn đề đó. Ví dụ khi một người học sinh làm một bài toán khó, đến một giai đoạn không biết làm sao để tiếp tục, và học sinh đó sẽ bối rối và nghi ngờ. Và nếu muốn tiến bộ, tiến đến cái đích của bài pháp, của cái bài toán đó, thì nó phải giải quyết cái mối nghi ngờ đó. Do vậy, đối với đạo Phật cũng vậy, Đức Phật luôn luôn khích lệ đệ tử của Ngài là phải giải quyết mọi nghi ngờ, thậm chí nghi ngờ đến cả Niết Bàn, nghi ngờ đến với Đức Phật, nghi ngờ đến về giáo lý Đức Phật đúng nói, mà nghi ngờ đến với cả Đức Phật. Hãy nhớ thế này, trước khi mà Đức Phật nhập diệt trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn, kinh Trường Bộ 2, mà nếu quý thầy học Y Hàm thì nó là kinh Du Hành. Trước khi Đức Phật nhập diệt, Đức Phật nói thế này: này các tỳ kheo, còn có ai nghi ngờ đến ta và giáo pháp của ta nữa hay không trước khi Ngài nhập diệt? Và ai còn nghi ngờ đến giáo pháp của ta thì hãy đặt câu hỏi, đừng để sau khi ta nhập diệt rồi mà đâm ra nghi ngờ và hối hận. Cái đấy là giờ phút cuối cùng để cho các ngươi hỏi, đặt những nghi ngờ lên. Đức Phật hỏi 3 lần trước khi giờ nhập diệt, không ai trả lời cả. Đức Phật nói thế này: nếu có ai vì kính nể Như Lai, kính nể Đức Phật mà không hỏi, thì hãy nhờ một người bên cạnh hỏi giùm. Đối với Đức Phật, đối với chánh pháp của Ngài, mà Ngài bảo rằng nghi ngờ thì hãy hỏi. Cho nên quý thầy đến với đạo Phật, cái gì nghi ngờ thì hãy hỏi, đừng có sợ hãi. Nhưng mà ở đây có những điều mà rõ ràng là chúng tôi sẽ không bao giờ trả lời cho quý thầy được, vì Đức Phật không hề dạy chúng tôi trả lời, và Đức Phật cũng không trả lời. Ví dụ như có 10 câu hỏi siêu hình, phải không ạ? 10 câu hỏi siêu hình thì quý thầy nghe chưa? Như Lai tồn tại sau khi chết phải không? Như Lai không tồn tại sau khi chết phải không? Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết phải không? Như Lai không tồn tại cũng không tồn tại sau khi chết phải không? Cái mạng sống và cái thân thể này về mạng là một, cái thân thể và cái mạng này là khác phải không? Thế giới này là hữu biên hay thế giới này là vô biên, hay thế giới này vừa hữu biên vừa vô biên? Tất cả 10 câu hỏi này gọi là 10 câu hỏi siêu hình, và Đức Phật không bao giờ trả lời. Bởi vì sao? Bởi vì cái này nó không liên hệ đến giải thoát giác ngộ, nó không liên hệ đến cái sự đoạn trừ tham sân si. Và vào trong vòng hỷ luận này thì Đức Phật yên lặng. Vì vậy, dù quý thầy có đặt vấn đề này thì tôi nói trước, chúng tôi thầy nói bảo quý thầy cứ nói rằng là thầy bảo nghĩ thì hỏi, mà chỗ này Đức Phật nói là không thể trả lời, bởi vì ngôn ngữ có những cái sự giới hạn của nó. Ví dụ như quý thầy được rằng có một cái ví dụ, thí dụ này, người mà chưa biết trái xoài thì giải thích cái vị xoài họ hiểu được không? Hả? Họ chưa biết cái trái xoài, như điều tôi có một điều mà thấy cái trái măng cầu, măng họ trái chi ăn làm sao, mà khi ăn ăn thấy cái hột xong ăn ngọt hay chua, thì giải thích cho nó hiểu được không? Nó không hiểu được, nó không biết cái trái đó là trái gì. Cho nên đối với một người mà chưa hề được cái xoài mà giải thích cái vị xoài, màu xoài, đây tất cả những tài dùng của xoài thì vô lý và mất thì giờ. Còn vậy, có những cái việc mà mình không thể cảm nhận được thì đừng có giải thích mà vô ích. Đây là cái lý do mà chúng tôi nói trước trong thuế. Do vậy, trở lại vấn đề của chúng ta, đến với đạo Phật, đến với Đức Phật, chúng ta đừng bắt buộc mình phải tin một điều gì đó mà mình chưa hiểu. Và mình cũng đừng bắt buộc người Phật tử tin cái điều gì đó mà họ chưa hiểu. Vì tiềm niềm tin như thế chỉ có phù hợp với những tôn giáo hữu thần đa thần. Còn đối với Phật giáo là cái câu mà quý thầy biết cái học viện mình lấy là gì? Duy tuệ thì nghiệp. Và câu này là câu mà tôi nghĩ rằng chắc cả cụ vận hành ngày xưa sẽ lấy trong cái kinh Trung Bộ 2, ở Trung Bộ 1, cái bài kinh số 2 tôi nói với quý thầy đó. Sự đoàn tầng
khổ đau phiền não lầu hoặc chỉ dành cho người biết và người thấy, mà không dành cho người không biết, không thấy. Do vậy thưa quý thầy, đó là cái thái độ của chúng ta trước khi học giáo lý của Đức Phật. Và chúng ta hiểu lý do vì sao mà Đức Phật lượng lự, Đức Phật không thuyết pháp, vì sao mà năm tôn giả Kiều Trần Như nghi ngờ, và vì sao mà chúng ta cần phải có thái độ đúng đắn để mà tiếp xúc với giáo lý của Đạo Phật. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề thứ hai trong cái bài này, đó là vị trí của giáo lý tứ đế trong Phật giáo. Hãy nhớ thế này, trong cái giáo lý Phật giáo thì có nhiều câu mà tuyên bố cái giáo lý này là đệ nhất, giáo lý này là bao trùm tất cả. Nhưng mà trong tất cả cái giáo lý thì cái giáo lý tứ đế Đức Phật cho rằng là bao trùm tất cả mọi giáo lý. Và câu này Đức Phật dạy tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta. Ngài Sariputta, Ngài nói thế này trong cái bài tự đế: này chứ hiền giả, ví như tất cả dấu chân của mọi loài động vật đều bị thu nhiếp trong dấu chân voi, vì dấu chân voi là dấu chân lớn nhất trong các dấu chân về mặt to lớn. Cùng vậy, này chứ hiền giả, tất cả các thiền pháp đều tập trung vào trong tự thánh đế. Đây là câu nói để xác định cái vị trí của giáo lý tứ diệu đế hay tứ thanh đế trong cái hệ thống kinh điển của Đạo Phật. Và đây là cái bài pháp cực kỳ khó chứ không phải dễ đâu. Đây là bài pháp cực kỳ sâu chứ không phải đơn giản. Đây là bài pháp mà cực kỳ quan trọng. Cho nên chúng ta sẽ tiếp cận cái bài giáo lý, cái bài mà kinh này một cách cẩn thận. Đó là cái vị trí, cái lời đầu tiên bộ của Ngài Xá Lợi Phất về cái vị trí của tứ đế trong cái hệ thống giáo lý kinh điển. Và cái lời tuyên bố này được Ngài tuyên bố trong cái Trung Bộ Kinh 1, Kinh Tường Tích Dụ Đại Kinh. Đời Đức Phật, Ngài tuyên bố thứ hai là tuyên bố của Đức Phật về giáo lý, cái vị trí của giáo lý tứ đế trong cái quá trình tu chứng của Ngài. Này các tỳ kheo, do vì như không thật liệu tri tầng tường về bốn chân lý vi diệu này, mà chúng sanh mãi mãi trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Vì không liệu tri tường tầng về giáo lý tứ đế mà chúng ta trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Và Đức Phật Ngài cũng tuyên bố bởi vì Ngài không liệu tí cái giáo lý này cho nên Ngài sinh tử. Cho đến chừng nào mà Ngài thấy được một cách rõ ràng về bốn chân lý này thì Ngài mới tuyên bố là Ngài chứng vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Nó quan trọng đến như thế đó. Đó là cái câu tuyên bố thứ hai liên hệ đến tứ đế. Cái câu tuyên bố thứ ba nó nói đến cái vị trí của tứ đế đối với cái giáo lý nhà Phật. Đó là Đức Phật nói này các tỳ kheo, tấm cái thân dài một trường này, cái thân dài một trường, người Ấn Độ họ dùng cái phương tiện đo lường là bằng trường, và chúng ta dùng cái phương tiện đo lường là bằng thước khác nhau. Ví dụ như giữa người Anh và người Mỹ họ dùng những cái phương tiện đo lường là khác nhau. Vì thầy biết ngày nay người Anh họ dùng cái là đường bộ, họ dùng là ký đó km, mà người Mỹ không dùng km mà dùng là mai, và một mai này là 1.6 km. Ăn nè, 1.6 km nó hơn một, nó hơn rưỡi lần. Cho nên cái này thì chúng ta, tôi nói như thế để biết rằng là cái kinh này là kinh từ Ấn Độ, cho nên ở đây người ta dùng chữ trường. Trong cả thân dài một trường này cùng với trí giác và tư tưởng, Như Lai tuyên bố thế gian, nguồn gốc của sự của thế gian, sự chấm dứt của thế gian và con đường dẫn đến sự chấm dứt của thế gian. Vậy cái thế giới, cái thân của chúng ta đây là bao gồm cả vũ trụ bao la, bao trùm tất cả vạn pháp nằm trong cái thân ngũ uẩn này. Nhớ thế, cái thân ngũ uẩn này bao gồm là khổ, mà Đức Phật dạy là thế gian.
bao gồm cái nguồn gốc của khổ là ái, gọi là nguồn gốc của thế gian là ái, bao gồm cái sự chấm dứt của khổ quá ái, đó là nguồn sự chấm dứt của thế gian, và con đường dẫn đến sự chấm dứt của thế gian đó là đạo đế. Như vậy cái giáo lý tứ đế là bao gồm tất cả khổ tập diệt đạo, bao gồm cả sự khổ đau và sự chứng đắc. Đây là kinh Tương Ưng Bộ 1, quý thầy về đọc. Đó là ba cái tuyên bố quan trọng về giáo lý tứ đế, nói lên cái vị trí tầm quan trọng và ý nghĩa của giáo lý tứ đế đối với sự nghiệp tu tập của mỗi chúng ta, mọi người con Phật. Đó là vấn đề thứ hai, vị trí của tứ đế. Bây giờ chúng ta đi vào những quan điểm của tứ đế, các quan điểm về giáo lý tứ đế. Hãy nhớ rằng cái kinh Tạng Nguyên Thủy, người ta dạy kinh cả người ta là cái quan điểm về nguồn gốc, nhưng mà từ Nguyên Thủy đến quan bộ phái Phật giáo là cái quan điểm nhìn khác nhau. Rồi quan điểm của bộ phái đi đến quan điểm của Đại Thừa hay của gọi là của Bắc Tuyến, nó khác nhau về tứ đế. Nhưng mà những cái khác nhau đó là do cái thời điểm phát triển, mà không phải do cái sự khác nhau về gọi là tâm mục đích giải thoát. Hãy nhớ như thế. Và khi chúng ta nói, chúng ta phải biết đó là quan điểm của bộ phái nào, chứ đừng lấy quan điểm của một bộ phái rồi chúng ta áp đặt lên ta gọi là Phật giáo. Nhớ như thế. Thí dụ như trong cái bộ phái Phật giáo, nó có một cái bộ phái gọi là Nhất Thiết Hữu Bộ. Quý thầy có biết mê cái tên này chưa? Nhất Thiết Hữu Bộ. Cái này tiếng Phạn gọi là Savastivada. Thế cái bộ phái này có chủ trương á, một cái chủ trương của bộ phái này là khác với cái Phật giáo. Mà cái bộ phái này chủ trương á, là cái giáo lý của bộ phái này lại thu hút quần chúng Phật tử Ấn Độ thời đó nhiều nhất. Tam thể thực hữu, pháp thể hằng hữu, đây là cái chủ thuyết của Nhất Thiết Hữu Bộ. Và cái chủ thuyết này đã thu hút rất nhiều quần chúng. Nhưng mà nếu đem cái lời dạy này, đem cái chủ thuyết này vào so sánh với cái giáo lý vô ngã Phật giáo, thì có một cái gì đó nó tương tại với nhau. Cho nên nếu ai lấy cái tam thể thực hữu, pháp thể hằng hữu nói là giáo lý của đạo Phật một cách chung chung, người đã nói sai lầm. Và người đã phải nói là đây là chủ trương của một bộ phái Phật giáo. Nhớ thế nào, khi quý thầy học lịch sử Phật giáo Ấn Độ, thầy chứng minh sẽ dạy cái này. Vì vậy về những cái giáo lý, thì dù như trong Pháp Hoa họ nói rằng là từ tứ đế và duyên khởi là giáo lý của tiểu thừa, đó là quan điểm của Pháp Hoa chứ không phải quan điểm của đạo Phật một cách chung chung. Nhớ chưa, rõ ràng chưa nào? Cho nên bữa nay mà quý vị nói cái gì ra phải biết quan điểm đó của ai nói, đúng không? Chứ không thể nói đấy là lời Phật dạy một cách chung chung, và làm như thế người ta sẽ hiểu lầm cái giáo toàn bộ cái hệ thống giáo lý. Đó là cách tiếp cận Phật pháp, và tiếp cận cái giáo lý cần phải luôn luôn đứng trên quan điểm của lịch sử nữa. Từ từ tôi lại nói, nếu mà rơi cái lịch sử ra mà nói cái giáo lý đó sẽ là không có đúng hoàn toàn. Hãy nhớ rằng là cái kinh điển lúc nào nó cũng xuất phát từ cái thực tế, mà thực tế là chúng ta nói cái lịch sử, đúng không? Trở lại cái vấn đề một chút trước khi lần thế nào cái đó cũng đi đến quan điểm của giáo lý về kinh Tạng Nikaya. Kinh Tạng Nikaya bữa tôi nói với quý thầy là kinh tạng bên chúng ta gọi là kinh tạng gì? Nguyên Thủy Nikaya là kinh tạng Nguyên Thủy. Và kinh tạng này là từ cái kinh khẩu của Đức Phật dạy, cho nên chưa hề có một cái sự nào là so sánh hết. Và đây là chúng ta có thể nói là nguyên thủy nhất. Và trong kinh tạng Nikaya thì nói là ai thấy khổ đế thì người ấy thấy tập đế, ai thấy tập đế thì người ấy cũng thấy là diệt đế, và ai thấy khổ đế thì người ấy đồng thời thấy con đường đưa đến sự diệt khổ. Khác đi, nói ai thấy tập người ấy thấy khổ, ai thấy diệt người ấy thấy tập, ai thấy con đường đưa đến đoạn tầng khổ đau người ấy thấy diệt đế. Như vậy ở đây thấy một đế là thấy cả
bốn đế còn lại, ba đế còn lại. Đây là quan điểm của Kinh Trung Bộ. Quý thầy về đọc cái kinh gọi là Kinh Đế Phân Biệt Tâm Kinh, Kinh Trung Bộ. Đây là quan điểm chúng tôi, đây là quan điểm mà Đức Phật dạy trong cái bài kinh mà chúng tôi là đặt niềm tin rất lớn. Tuy nhiên cái quan điểm này khi mà các bộ phái mà họ phát triển thì họ giải thích một cách khác nhau. Ở đây tôi đưa ra hai cái và tôi sẽ nói theo Dhammagitta gọi là pháp tàng bộ. Dhammagitta là pháp tàng bộ, thì cái quan điểm của pháp tàng bộ là chữ sự chứng đắc tứ đế không phải xảy ra từ từ mà xảy ra đồng thời. Đây là quan điểm của pháp tàng bộ, nghĩa là khi thấy khổ là thấy tập, khi thấy tập là thấy diệt, thấy đồng thời một lúc. Đó là quan điểm của pháp tàng bộ. Nhưng mà Nhất Thiết Hộ Bộ Savasivada thì cho rằng sự chứng đắc của tứ đế phải xảy ra từ từ, có từng giai đoạn nhị nữa, chứ không phải xảy ra một lúc. Còn pháp hoa thì lại quan điểm tứ đế kể cả duyên khởi là giáo lý của tiểu thừa mà chưa thể là giáo lý của đại thừa. Thì tôi nói những cái điều đó là những cái điều mà phát triển về sau. Và cái này chúng ta phải nói rằng khi chúng ta viết, chúng ta phải nói cho rõ rằng quan điểm này là quan điểm của bộ phải nào. Tôi nhắc lưu nhắc tới, khi nói đến là phải biết bộ phải nào. Về nguyên thủy nó khác với thường tòa bộ, về nguyên thủy nó khác với Nhất Thiết Hộ Bộ, về nguyên thủy nó khác với Đồng Dì Bộ. Rất sau này có nhiều cái 18 cái bộ phái Phật giáo là có quan điểm khác nhau hầu như gần hết về cái này. Nhưng mà cái chúng ta bám chặt vào là cái của nguyên thủy Phật giáo là Kinh Tạng Nikaya. Nhưng mà chúng ta phải biết những điều đó. Đó là cái điều thứ ba mà chúng ta cần phải biết. Qua điều thứ tư, đây là cái điều mà chúng ta cần phải nắm. Bây giờ chúng ta sẽ lướt qua một số nhận định về giáo, phải về Phật giáo qua cái giáo lý tứ đế. Đây là một số nhận định khi người ta đọc cái giáo lý tứ đế thì người ta nhận định. Qua lời tuyên bố đời là khổ, người ta cho rằng đạo Phật mang tính bi quan, yếm thế và tiêu cực. Đức Phật nói đời là khổ, phải không? Cho nên qua câu nói này người ta nói đạo Phật mình là bi quan, yếm thế. Rồi nói sống cuộc đời này mà không có dục thì làm sao mà hạnh phúc được. Đức Phật nói dục là nguyên nhân của khổ đau. Nói đạo Phật là đạo gì? Cái đạo không phải là đạo lý dục, nó nói là cái đoạn gì? Đoạn đoàn diệt sự sống. À, và đây là những câu nói mà quý thầy biết là người ta xuyên tạc. Từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu. Tôi sẽ trích cái câu nói của Đức Phật này: vô thị này các tỳ kheo, là sự luân hồi khởi điểm không thể nêu rõ đối với những khổ đau do thương tâm đâm chém. Dầu vậy này các tỳ kheo, ta không tuyên bố rằng nhờ khổ ưu mà tử thánh đế được chứng ngộ, nhưng nhờ hỷ lạc mà tử thánh đế được chứng ngộ. Đức Phật nói đời là khổ, nhưng mà chứng đắc niết bàn không phải nhờ khổ mà chứng đắc được, mà nhờ lạc má chứng đắc được. Bây giờ ví dụ, một cái ví dụ rõ ràng để quý thầy nói đâu thì mình ví dụ đó. Cho nên cái câu thứ nhất nói đạo Phật, Đức Phật dạy đời là khổ, bi quan hiểm thế là trật lắc rồi. Trật lắc bởi vì một cái câu nói thì Đức Phật nói rõ ràng cuộc đời này á là khổ đau, đúng không? Cuộc đời này đây dạy khổ đau và ai đang cảm nhận khổ đau, cái thân này có thân bình khổ không? Đó, nhiều sự khổ chúng ta sẽ phân tích. Nhưng mà nói lên một sự thật khởi điểm của luân hồi là đau khổ do thương tâm đâm chém, nhưng để đoạn tận khổ đau này không phải nhờ khổ mà đoạn tận được, mà nhớ là mà đoạn tận được. Ví dụ như khi vô sơ thiền, quý thầy có biết chúng ta chứng thu thư thiền. Sơ thiền thì mấy quý vị học ở định sinh lý sinh hỷ lạc, cái này là về cái chữ nho, và quý vị đang học a hàm, phải không nào? Còn đi ra gia thì lại nói gì? Lý sinh lý cải gì? Lý dục lý ác bất thiện pháp, phải không nào? Chứng sơ thiệt, đúng không? Dục ác bất thiện, cái chứng sơ thiệt. Và nói một cách mà cụ thể hơn theo những cái giá muốn chứng sơ thiền, chúng ta sẽ đoàn nắm cái sự ngăn che mà ta gọi là tiếng
cái. Đó là hôn tâm, tạo cử, dục, sân và nghi. Mà bên A Hàm thì gọi là gì? Giác, quán, dục, sân và nghi, đúng không nào? Vậy thì ở đây, khi mà đoàn năm thiền cái, chúng ta sẽ đạt được năm thiền chi? Đó là gì? Tâm, tử, thị, lạc và nhập tâm. Đây chỉ là một cảnh giới thiền thấp nhất, một cảnh niết bàn thấp nhất. Và khi chứng được cảnh niết bàn này thì nhờ lạc mà đàn mà chứng hay là nhờ khổ ưu mà chứng? Lạc mà chứng. Đó là cái điều thứ nhất. Để chúng ta biết rằng cái câu Đức Phật nói đời là khổ là tuyên bố một sự thật. Nhưng mà muốn đoàn khổ không phải chạy trốn khổ, không phải than khổ, mà nhờ lạc mới chứng khổ. Vì vậy ở trong này chúng tôi có lưu ý một câu là chân lý có thể chứng đắc bằng thân tâm hỷ lạc, chứ không thể bằng khổ ưu hay chạy trốn. Thế quý thầy, khi nào mà khổ đau là phải đối diện với nó, mà nhìn như rõ nó mới có thể đoàn khổ được. Chứ còn than vãn chừng nào thì khổ chừng đó. Ví dụ như quý thầy có biết là tôi kể lại một cái kinh nghiệm của tôi hồi mà tôi bị ông bạn tôi á, ông làm tôi khổ. Cách đây cũng là 30 năm rồi mà vẫn nhớ mong một. Hồi đó tôi học thì trường này, hồi trường đó là trường, hồi đó là trường mình gọi là trường cao cấp Phật học, chứ không phải là học viện đâu. Mà cái khóa 2 của tôi là có được khoảng 101 học chính thức hoặc là 100 gì đó, còn 20 người là học dự thính. Mà trong lớp là toàn những người là kiểu như tôi lúc đó là cũng là trưởng lão rồi đó, và là cũng khá ở chùa lâu. Mà trong đó là gồm có cái lớp nó cũng rất là đều đặn, ni 8 giờ 60, tăng 60. Thì hôm đó tôi đi học vô, tôi ở trong này, tôi ở nội xã, mà cái hồi trước mình đâu có cái đường này, hồi cái nhà tôi nằm bên cạnh nó kìa, cái nhà tôi nóng chết luôn. Ra mà tôi học ở nội trú cho nên khi nào chuông reo tôi mình xách vợ tôi đi ra. Mà tôi đi ra trong lớp nó đầy rồi, cả tất cả năm 120 vị xong, thì có một người bạn tôi, bây giờ người bạn đó và hai anh em tôi rất thương nhau, quý nhau, và vì đó cũng là một vị trí giả mà tôi rất kính trọng. Tôi đục vô một cái thì bên này 60 cô ni, bên này 59 thầy tăng đang ngồi. Ông nói một câu: "Ê lùn, ngươi mới ra hả?" Trời ơi, quý thầy biết là tôi toát mồ hôi giống như là trúng gió đó, toáng váng. Từ đó là mồ hôi nó toát ra, quý biết không? Một câu nói thôi. Và từ đó về từ cho đến trưa, trong đầu tôi còn chữ lùn thôi, học không được nữa. Cái chữ lùn mà nó cứ quấy. Vì sao ông kêu mình lùn? Mặt mờ gì chuyện mình lùn, mặt mờ gì mình nói mình lùn, vì lý do gì? Mà cả buổi sáng là cái chân đó thôi. Vô buổi trưa ăn, quý vị biết ăn bình thường là đi học về đói ăn ngon, trưa này vô ăn là đắng hỏng, đắng ăn được. Bởi vì thức ăn người ta hàng ngày ấy là biết sao, người ta nếm đủ gia vị rồi, bây giờ mình thêm nếm thêm gia vị. Người thầy biết tôi còn nếm thêm gia vị gì không? Đó, nên thêm cái gia vị luôn, thế là ăn vô là đắng. Trưa ngủ cũng được, chiều học cũng được, tối ngồi thiền tụng kinh được. Mà cái chữ lùn cứ giống như là một cái thứ quý báu lắm á, tài sản. Và cứ như vậy mà ôm khư khư 15-20 ngày qua mà tôi buồn thúi ruột, buồn da diết, buồn không biết tâm sự với ai. Mà đi học mà 10-17 ngày là mà đi học với thầy có việc là đời họ vô xong rồi che che cái mặt xong là vô ngồi thế này là không dám nhìn mẹ ba ni. Sợ cô cặc cô ni họ cười vậy không. Mà thôi, tuổi là tuổi tôi lúc 30 tuổi thành nó đầy hảo thẳng, thanh niên mà, khổ đau lắm. Mà cứ cái chữ lùn này, câu nói này mà dằn vặt tôi hơn 20 ngày. Còn một đêm tôi không thèm, đêm đó tôi không ngồi thiền, ngồi đó ngồi thiền nghiêm túc lắm. Tôi bỏ ngồi thiền, tôi bỏ gì hết. Tôi ngồi một mình, tôi chế tạo phòng mình, tôi ngồi tôi. Mình mà tôi ngồi tôi hỏi. Ngồi cả đêm ngồi hỏi, mình có lùn không? Phải đối diện nó. Và lúc này là lúc mà tôi đối diện, vì 20 ngày kia tôi chạy trốn, tôi sợ hãi nó. Tôi ngồi một mình tôi hỏi, mình có lùn không? Tôi tự trả lời, mình lùn. Bởi vì tôi thường 55-56, mà người Việt Nam mà người châu Á là một thước 60 mới là trung bình, còn thường 55-56 là thấp luôn thôi. Tôi hỏi, mình có lùn không? Mình có lùn. Mình lùn, người ta bảo mình lùn, sao mình được?
Mình là nhân dân đi tìm chân lý, đi tìm giác ngộ giải thoát, mà một sự thật đơn giản trước mắt làm đó là sự thật, mà không chấp nhận được thì tìm chân lý ở cái chỗ nào? Và tôi thấy tôi xấu hổ về tôi thích cười. Và tôi khi tôi giải quyết được chuyện đó, tôi nói, nhưng mà cái luồng này nó có làm cho tôi xấu không quý vị? Cái luồng này có làm cho quý thầy cô mất kính trọng tôi không quý vị? Tôi vẫn đứng trên bục giảng đó mà, tôi vẫn là giảng sư mà. Mà giảng sư đâu chừng này nó ngồi 5-3 ngàn người tôi giảng rồi. Thì đâu phải vì cái luồng này mà người ta không kính trọng mình. Cái luồng tư cách mới là cái luồng đáng chê, đáng trách. Cái luồng phàm giới mà cái luồng cần xấu hổ. Còn cái luồng này cha mẹ sinh ra mắc chi mà xấu hổ, phải không? Và sau khi tôi đổi diện, tôi nhìn thẳng vào nó, tôi biết tư duy mình sai lầm. Tôi lột cho được cái gánh nặng trong tâm. Sáng hôm sau tôi đi học, tôi đợi đi ngà ra, xong tôi gặp bà bạn tôi nói, em ơi, lùm ra đây nè. Tôi nói thiệt to. Và người bạn tôi cười ha ha ha. Vì lúc đó anh biết rằng là tôi đã vượt qua một cái dạng, cái đoạn đường khó vượt. Và không phải tôi chạy trốn mà tôi vượt qua được khổ đau đó. Không phải tôi than vãn mà bởi vì tôi đối diện nhìn thẳng vào nó. Và đến với đạo Phật là phải thấy sự thật, nói sự thật, đừng có sợ mật lọt. Thuộc đặng thì đã, nói thật thì mật lòng thành. Tôi nói thật ai mật lòng đặng chịu đấy nha. Cho nên ở đây quý thầy biết rằng là khi Đức Phật mà ngài nói đời là khổ thì ngài nói lên một sự thật, chứ ngài không có cái thái độ bi quan hay lạc quan. Điều này mình sẽ tìm hiểu về sau. Do vậy cái giáo lý tứ diệu đế này á là nó nói lên cái quan điểm của Đức Phật như là một cái tuyên bố một sự thật, và nói lên cái nhận thức, cái nhân sinh quan, tức nói quan niệm về Đức Phật và một cái chủ thuyết về nhận thức, gọi là nhận thức luận, cái nhân sinh quan và nhận thức luận về cái giáo lý này. Qua cái giáo lý này, đầu tiên trước khi Đức Phật nói cái giáo lý tứ diệu đế, Đức Phật nói cái này: này các tỳ kheo, cái câu đầu tiên Đức Phật giảng cái giáo lý tứ diệu đế không phải là đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, mà câu đầu tiên Đức Phật giảng là gì? Này các tỳ kheo, có hai cực đoan các ngươi cần phải từ bỏ, đó là cực đoan hưởng thụ dục lạc, cực đoan thứ hai là cực đoan khổ hạnh ép sát. Này các vị khác, có hai cực đoan là an ta không nên thực hành. Cực đoan thứ nhất là say đắm trong dục lạc, hà liệt đê tiền, không xứng đáng, không đưa đến mục đích thẳng tỷ niết bàn. Cái này là cực đoan thứ nhất. Quý thầy có biết vì sao Đức Phật lại tuyên bố cái này? Tôi trở ngược lại của Đức Phật. Khi Đức Phật nói một điều gì, Đức Phật không ngồi trong tháp ngà để nói, Đức Phật không tưởng tượng ra để nói, Đức Phật không nói bằng cái sự học lý thuyết mà Đức Phật nói, mà Đức Phật nói bằng chất liệu sống, bằng kinh nghiệm sống. Bây giờ chúng ta đi vào cái hưởng thụ dục lạc này. Quý vị biết Đức Phật trước khi thành Phật ngài là thái tử, và cuộc đời của ngài là sống trên nhung lụa. Cái gọi là cái ngũ dục tài danh sắc thực thùy là ngài không còn cái thứ gì mà ai hơn ngài nữa cả. Và ngài đã hưởng thụ một cách gọi là ngã ngầm. Và từ trong đó ngài chỉ thấy rằng là gì? Nó tầm thường, nó vô thường, nó là gì? Nó không xứng đáng, nó không đưa đến những cái mục đích thánh thiện, nó không đưa đến cái giải thoát, cái hạnh phúc thật sự. Niết bàn đấy chúng ta có thể nói là hạnh phúc thiệt sự. Và khi ngài bảo điều này là ngài nói bằng sự sống của ngài, bằng kinh nghiệm của ngài, mà không nói bằng ngôn từ. Ở đây quý thầy cô phải nhớ cho tôi một điều, tôi dạy quý thầy cô là Đức Phật, lý do vì sao Đức Phật phải trải qua những kỳ đi tìm đạo với là Alara Kalama, tìm đạo với Utkada Karama Buddha, rồi về tu hành với năm tôn giả Kiều Trần Như. Lý do vì sao cho tôi biết, câu hỏi đó có chừng tôi sẽ hỏi đấy. Vì sao mà Đức Phật phải trải qua những cái điều đó? Vì sao mà Đức Phật phải trải qua hai cái điều này? Bởi vì cái giáo lý của Đức Phật là giáo lý bằng thực nghiệm, mà không phải bằng lý thuyết. Những lời dạy của Đức Phật là những lời dạy bằng chính sự sống của ngài.
bằng những kinh nghiệm tâm linh của Ngài, mà không phải ngồi tượng tường để mà nói, không phải ngồi trong tháp ngà để viết lên những điều đó. Cho nên cái giá trị là giá trị thật. Khi Ngài bảo rằng là phải từ bỏ hà tiền dục lạc này, bởi vì Ngài đã kinh qua và Ngài thấy chỉ làm cho mình dục thêm khổ đau, càng dục bao nhiêu thì càng khổ đau bấy nhiêu. Ở trong này ví dụ như quý thầy biết, khi mà những người đi trên biển mà không còn được uống má khát nước, họ lấy nước biển uống thì lúc mà uống xong thì đỡ khát thêm ạ, nhưng mà sau đó là gì? Khát nhiều hơn. Dục lạc là như thế đó. Khi mà chưa vào thì thôi, mà vào rồi thì là nô lệ cho nó. Quý thầy có cứ thấy này, cái hiện tượng xã hội mình ngày nay đang bị những cái thanh thiếu niên của thời thế hệ ngày nay, nó đang bị một cái tệ nạn, đó là gì? Thuốc lắc, ngáo đá, xì ke, ma túy. Và đi vào cái thế giới đó thì đã một lần thử thì cứ như thế mà nghiền, rồi là dục lạc, rồi tạo biết bao nhiêu cái khổ đau. Có dục có lạc đó chứ không có lạc. Có hạnh phúc đó khi mà nó uống cái thuốc đó, khi mà chích cái thuốc đó, khi mà hít cái thuốc đó vô lần lần như đến trời á, nhưng mà sao lại gì? Quằn quại nếu thiếu nó và càng khát khao. Vì vậy Đức Phật nói say đắm trong dục lạc là nó hà tiền, nó thấp kém, mà tầm thường, nó không có đưa đến cái hạnh phúc chân thật. Đức Phật Ngài trải qua cả này mà Ngài nói cho Ngài không nói bằng ngôn từ. Đó là điều thứ nhất. Và quý thầy quý cô biết rằng là hai cực đoan này là xã hội ngày nay vẫn đang gọi là đối diện. Cái lời dạy này vẫn còn giá trị đến hôm nay, chẳng phải là lời dạy này là cách đây 3.000 năm này đâu. Bây giờ quý thầy có biết ngày xưa có một cái học phái gọi là Lokayata. Cái học phái này là tuyệt diệt hay đoàn diệt, hay còn gọi là Kavakas. Và cái chủ trương này, cái học thuyết này là chủ trương là con người chết thì hết, chỉ có cuộc đời trong này là hiện thực. Cho nên đối với cái thuyết này, đạo đức chỉ là một vấn đề mơ hồ, tôn giáo là một vấn đề á phiếp, không có lời chứ cả. Những người mà hưởng thụ dục lạc bởi vì họ bị ảnh hưởng niềm tin rằng chết là hết, cho nên hưởng thụ. Và vì vậy cho nên họ không quan tâm đến đạo đức, quan tâm đến nhân quả, và làm băng hoại cái xã hội. Ở trong này á, những người mà chủ trương cái thuyết gọi là hưởng thụ dục lạc, hay chỉ thấy là gọi là cái thuyết vật chất này đó, thì là những cái người cho rằng đạo đức chỉ là ảo tưởng, chỉ có khoái lạc là thực tiễn. Đạo đức là ảo tưởng, khoái lạc là thực tiễn. Tôn giáo là một sự thác loạn điên cuồng, một chứng bệnh thần kinh. Hồi xưa họ nói về đấy. Bởi vì sao? Mà chết là hết rồi mà làm chứ tôn giáo cho nó mệt. Chết còn đâu nữa mà tu, tu làm cái gì phí thời gian, hưởng thụ khoái lạc. Và đây là những cái anh tà kiến khủng khiếp Đức Phật nói. Họ ngờ vực tất cả những gì tốt đẹp trong cuộc sống. Họ không cần phải kiểm soát khát vọng và bản năng, vì đó là phần di sản thiêng liêng của con người. Đây là cái mà Ngài Radhakrishna, Tổng thống Ấn Độ, viết trong cuốn Triết học Phật giáo, Triết học Ấn Độ. Và tôi trích ra từ đây. Ông nói rằng những người mà chủ trương cả này là họ gọi là nó cực đoan đến mức như thế. Và chính cái đó, những cái này nó đang tạo ra những cái tầng lớp sống mà không sợ nhân quả, sống chỉ biết thỏa mãn bản năng dục vọng. Đây là cái dục, đây là cái cực đoan thứ nhất mà Đức Phật dạy là phải từ bỏ. Cho nên các vị tỳ kheo chúng ta là từ bỏ cái khả năng này. Nhưng mà điều đáng buồn là chúng tôi vẫn thấy cái này chúng ta chưa hiểu đúng mức. Do vậy chúng ta cứ xem cái này như là lý thuyết, và chính cái đó nó làm cho cái đời sống tâm linh của chúng ta nó mất đi cái sự thiêng liêng và cao đẹp, bởi vì nó bị ảnh hưởng cái văn hóa thực dụng này. Cái văn hóa thực dụng này đang lan truyền vào trong chính cuộc sống của tu sĩ chúng ta, nó như là vết dầu loang mà chúng ta không thấy. Đôi khi chúng ta có những cái lập luận mang nghe là tỉnh gọi là thực tế, nghe cái tỉnh gọi là giống như là trí tuệ, nhưng mà thật sự một cách nào đó đang bị gọi là ảnh hưởng bởi cái tư tưởng gọi là thực, gọi là tư tưởng là vật chất này.
hưởng thụ dục lạc này. Đó là cái quan điểm thứ nhất Đức Phật bảo chúng ta bỏ. Cái quan điểm thứ hai là hành sát khổ hạnh. Và quý vị biết là Đức Phật sau khi từ bỏ cái cuộc sống hưởng thụ dục lạc đầy đủ, sau khi Ngài đi tìm đạo với vị Uddakaramaputta chứng định thiền thứ 8, Alarakalama thiền thứ 7, và Ngài cùng tu khổ hạnh với năm tôn giả Kiều Trần Như, Ngài trải qua một cái cuộc đời khổ hạnh mà những người khổ hạnh nhất thời đó phải tôn Ngài làm thầy. Cuối cùng Ngài tuyên bố là con đường mà khổ hạnh đó là không xứng đáng với bậc thánh, không liên hệ đến mục đích niết bàn. Chủ trương này, những chủ trương mà cho rằng chỉ có đời sống khắc khe có thể đưa con người đến chỗ giải thoát là sai lầm, vì Đức Phật cũng đã từng trải nghiệm cái pháp môn này theo một cái thuyết, một cái tôn phái thời bây giờ gọi là Nigantha. Nigantha là người thầy dịch là Ni Kiền Tử, mà đây là cái đạo lọa thế. Cái đạo này là cái đạo cái gì? Cái đạo ở chuồng, không mặc chi hết. Rồi quý thầy có biết là gì? Ấn Độ bây giờ còn cái đạo này không? Và quý thầy có biết là cái đạo này đang ở, đang tồn tại, đang gọi là tồn tại tại một cái bang trúng ẩn là Rajasthan. Và họ tú khủng khiếp lắm quý thầy ơi. Riêng cái bang Rajasthan này họ có khoảng, lúc mà tôi đang ở tại Ấn Độ á, là lúc đó họ có khoảng 3.000 tu sĩ riêng cái bang này thôi. Và đến cái khu đó là quý thầy có biết là không có ông nào mặc một cái chi hết á, hoàn toàn là ở tuồng ở trần vậy. Và họ tu một cách nghiêm túc, nghiêm túc đến mức mình phải kính trọng. Còn một điều trước khi mình đi vào cái cực đoan này, tôi nói một chút để quý thầy suy nghĩ. Cái trường đại học Delhi mà chúng tôi có được, có cái cơ duyên khoa học đó, ở đó là giáo sư, tiến sĩ và nhân viên được khoảng 10.000 người. 10.000 giáo sư, tiến sĩ và những người phục vụ cho đại học này. Vì cái đại học này nó có đến gần 70 campus, tức là những cái đại học nhỏ. Và sinh viên của 70 campus đó gần 300.000 sinh viên. Gần 300.000 sinh viên cho cái đại học này. Và cái giới trí thức của Delhi này á, là giới trí thức phải nói là thường tựa của Ấn Độ. Trẻ trí thức gọi là trí thức của Ấn Độ. Mà khoảng 80% cho đến gần 85% giáo sư, tiến sĩ của cái đào, của cái trường này là học trò của ông lọa thể Nigantha Nataputta. Tại sao thưa quý thầy? Họ là những người trí thức, họ là những người đào tạo ra những con người gọi ưu tú của đất nước xã hội. Quý thầy có biết người Ấn Độ họ thông minh, họ giỏi đến mức bây giờ thế giới Tây phương phải cúi đầu. Những cái giáo sư nổi tiếng về computer tại Anh, tại Đức đều người Ấn Độ nhập. Những cái chương trình mà mang ở tỉnh cao cấp về khoa học kỹ thuật đa số là cái đầu óc Ấn Độ. Đại, những người Ấn Độ đại đoạt kinh tế Nobel kinh tế. Ông này khi ông đoạt kinh tế tôi đang ở Ấn Độ, nghĩa là họ giỏi vô cùng. Và cái thành phần tinh túy của xã hội này, họ là làm đề từ ông Nigantha Nataputta. Trong phòng làm việc có hình của ông. Mà nếu chúng ta nhìn không kỹ, chúng ta tưởng Đức Phật. Thằng cũng ngồi như Đức Phật rồi, cũng ngồi kiết già như được. Nhưng mà nhìn kỹ một chút là không có cái áo gì cho thân hết. Trên hình đó, thành đàng hoàng. Và lý do tại sao tôi rất ngạc nhiên, tôi qua học. Thì tôi mới ngạ đàn ra. Bởi vì sao mà những người này mà họ theo cái đạo Nigantha Nataputta? Bởi vì những cái vị tu sĩ, 3.000 tu sĩ người ta này á, họ tu thật sự, họ khổ hành thật sự, và họ khát khao giải thoát thật sự. Họ thực hành thật sự. Một buổi sáng họ ra sông Hằng, họ ngồi, buổi sáng nắng lên thì họ lấy cái cho người chết ngày hôm qua mà người ta theo đó, họ bôi lên người á. Mà người của họ là gọi là khổ hành ép xác, cho nên chỉ có xương về da, chẳng có gì hấp dẫn đâu. Xương về da, vì thầy cô có nghĩ một người mà xương về da mà gọi là ốm teo ốm tâm, rồi xách cả ba cái to người chết mà phụ lên trên người, sáng nào phụ mà cả đời không tắm, hấp dẫn không? Nhìn vô đó là thầy ngán rồi. Mà họ làm như vậy ngày này qua ngày khác,
Họ kiên trì, họ tu tập. Cho nên cái giới trí thức Ấn Độ họ chưa biết giải thoát ông nào trí tuệ gì cả, nhưng mà thấy cái hành tu tập của cái những người này, họ biết đây là những người chân tu, cho nên họ kính trọng. Lý thuyết nhiều quá người ta sẽ sợ, tắt ngán. Bây giờ người ta cần người tu, người thực hành. Cho nên quý thầy biết tương lai của Phật giáo ở chỗ không phải là lý thuyết, mà ở chỗ hành động của mỗi chúng ta. Vì sao 80%, 85% giới trí thức nó theo một cái đạo loại thế? Bởi vì cái đạo này họ thật sự khát khao giải thoát và họ thực hành nghiêm túc. Đây là cái để suy nghĩ. Và theo cái vị mà giáo chủ của cái đạo Nikantha này, gọi là Nikantha Nataputta, ông cho rằng hạnh phúc không đến từ hạnh phúc, mà hạnh phúc đến từ khổ đau. Hạnh phúc chỉ đến từ khổ đau. Bởi vì phải dày xét, dày vò cái thân xác này, phải làm cho cái thân xác này cực hình để trả những cái tội trong quá khứ, cho nó tiêu sạch những cái tội trong quá khứ. Chừng nào làm thì tất cả những cái đó làm xong thì hạnh phúc nó sẽ đến. Cho nên ông tuyên bố là hạnh phúc chỉ đến từ khổ đau. Và ở đây quý tôi cũng nói với một ra một chút, là có những cái chủ thuyết là nó nói thế này, hàng chủ trương cái thống lạc. Quý thầy có biết cái thống lạc không? Có những người thỏa mãn cái khát ái, cái dục ái của mình bằng cách hành hạ chính mình, hoặc bằng cách hành hạ kẻ khác, và lấy cái sự hành hạ đó làm niềm vui, thì cái đó gọi là thống lạc. Thống lạc, lấy thống là đau, lấy cái lạc mà làm cho đau mình là hạnh phúc, thống lạc. Còn ngài Nikantha Naputta thì ngài nói là hạnh phúc không đến từ hạnh phúc, mà hạnh phúc chỉ đến từ khổ đau. Khác với Nikantha Naputta, sau khi Đức Phật đi vào trong cái thế giới khổ hạnh này, Đức Phật tuyên bố một câu, bởi vì ngài đã cảm niệm đã rồi, ba từ thân chạy là chứng ngộ. Ngài nói thế này: này các vị theo, ta không tuyên bố rằng nhờ khổ ưu bốn thánh đế được chứng ngộ, nhưng này các vị theo, ta tuyên bố rằng nhờ hỷ lạc bốn thánh đế được chứng ngộ. Quý thầy thấy hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Và hãy nhớ một điều, Đức Phật tuyên bố sợ gì mà ngài nói một cách thông hồn, bởi vì ngài đã từng đi vào trong cái thế giới khổ ưu này, và đưa đã ra ngàm làm kiệt sức, và thậm chí là đến lúc mà ngài có thể mất nếu không có cái bác sự của Sutta đệ, Sujata đó, Tusa đệ. Cho nên đây là những cái điều mà quý thầy nói rằng là cần phải lưu ý. Điều mà chúng tôi muốn nói lưu về tới với quý thầy đó là gì? Cái lời nói tuyên bố của Đức Phật là phát xuất từ cảm nghiệm của tự thân đối với tất cả những thứ cảm thọ của cuộc đời này. Và những cái thứ cảm thọ trong cuộc đời này họ cho rằng thú vị, nhưng đối với đạo Phật là trái ngược lại. Quý thầy thấy thế này, bây giờ tôi cái bài này là con xa, nhưng tôi nói quý thầy, bây giờ ngày nay quý thầy nghe trong cái ngôn ngữ mà cuộc đời này mà đang gọi là đang đối thoại với nhau, từ âm nhạc, từ nghệ thuật, từ mọi thứ, họ nói là chúng ta phải thỏa mãn cái cảm xúc, đúng không? Làm bằng cảm xúc, phải không? Cho nên những cái anh mà thỏa mãn cảm xúc, cho nên anh lấy chiếc xe hơn chiếc xe mà xe gì đó, xe đua đó, anh đua từ trên lầu anh nhảy xuống dưới tầng đó mà thỏa mãn cảm xúc, mà đi vào gì bệnh viện, nó thỏa mãn cảm xúc đó. Và cái từ mà mỗi đêm mà đi đua xe mà chúng ta gọi là công an gọi là đi bão đó, thỏa mãn cảm xúc đó mới tháo đi vô nhà xác. Nhưng mà thế giới ngày nay người ta đang tuyên bố là gì? Cảm xúc là quan trọng nhất, nguy hiểm vô cùng. Nó khác ở đây, mình không có đả động như cái chuyện mình ngồi chống đối, nhưng mà quan điểm của đạo Phật chúng ta, cảm xúc chỉ là một cái sự bộc phát của gì, của dục vọng, nó chưa phải là hạnh phúc. Bởi vì sau khi thỏa mãn một cảm xúc thì lập tức một cảm xúc nó lớn hơn nó đòi hỏi, mà không có thì bắt đầu phải chạy đi tìm và phải nô lệ cho nó. Cho nên quý thầy có biết rằng là cái quan điểm của đạo Phật chúng ta là chuẩn vô cùng, nhớ chưa nào? Quý thầy có thấy không? Đang tôi hạ bằng cảm xúc, tôi diễn tả bằng cảm xúc. Mà biết cái dạng ta bằng cảm xúc thì dạng ta đi ăn lên ở tầng, ở lộ trên tầng, trên khỏi khẳng đài mà cảm xúc cái gì?
làm ba cái chuyện văn hóa đô thị và đang làm những cái chuyện gì nó đọa lạc. Thế chúng tôi là những người, mình là những người mà cảm thấy là nó khó. Và đối với đạo Phật, cái sự cảm xúc này á, cảm thọ này là một cái điều mà quý thầy nhớ rằng, và quý thầy cũng đang bị chi phối bởi cảm thọ. Nó nói chơi một chút rằng khi nào mà mình thương ai đó thì mình hay nhớ phải không à? Có không? Khi thương một người là nhớ, cho nên người ta còn câu thơ là nhớ ai ra ngẩn ngào ngớ, nhớ ai ai nhớ, bây giờ nhớ ai, phải không nào? Và khi nhớ như vậy là bị, chúng ta đang bị cái cảm thọ nó làm chủ chúng ta. Và chính cái cảm thọ nhớ đó nó làm cho chúng ta rộn ràng, chúng ta sầu nào, chúng ta gọi gì, mất cái tự chủ. Cho nên cái cảm xúc cảm thọ này, quý thầy có biết nó là không phải là cái mục tiêu của chúng ta, nhưng mà cuộc đời này đang bị cái cảm xúc cảm thọ này là trói buộc. Vài bữa tôi dạy cái thập nhị nhân duyên, quý thầy sẽ biết rằng là nó có những cái vấn đề mà chúng ta nhìn với cái lạng nhãn quan của ngày nay nó khác với cái nhãn quan ngày xưa. Trở lại vấn đề Đức Phật dạy này các tỳ kheo, đối với đạo Phật á, thì là hai quan điểm hưởng thụ dục lạc và khổ hạnh ép xác là hai cực đoan mà chúng ta cần phải tránh. Vì hai cái này không đưa đến, vì sao phải tránh? Vì nó không đưa đến thật sự hạnh phúc, thật sự an lạc. Hôm trước tôi nói về quý thầy quý cô có một cái câu, có một cái câu của tôn, của Tony Damadani. Đây là câu này của tôn ni, của một vị ni, một vị nổi tiếng của trong cái thập đại đệ tử ni. Và chư, và vị này là thuyết pháp đệ nhất, và bà thuyết pháp á là chư tăng các vị a la hán phải nghe. Cho nên quý thầy đừng có tưởng, đừng có coi thường ni, ni người ta có quả chứng. Và Tôn Ni Damadani đã hỏi một câu này, cần này hiền già, đối với lạc cái gì là nguy hiểm, đối với khổ cái gì là nguy hiểm? Tôi nói chưa? Chưa hả? Về đọc kinh mạng đài đà mạng à, đà mạng nguyệt phân biệt đài kinh và mạng nguyệt phân biệt tiểu kinh, câu này nằm trong Trung Bộ. Này các hiền già, đối với lạc vô thường là nguy hiểm, phải không? Vì khi mình đang vui mà vô thường là làm mất mình đi là mình khổ đau. Mà có niềm vui nào mà nó cứ kéo hoài không quý thầy cô? Cho nên cái vui mà vui liên hệ dục lạc á, thì nó là gì? Nó làm cho mình khổ. Này các hiền già, cái đối với khổ, cái gì là nguy hiểm? Đối với khổ, tồn tại là nguy hiểm. Bởi khi khổ mà nó cứ tồn tại mãi trong tâm là nó làm cho mình khổ thêm. Cho nên lạc thì là vô thường khiến cho mình khổ, và khổ là nó tồn tại cho mình khổ. Quý thầy thấy không nè? Đây là hai cái câu nó liên hệ đến cái thứ này cho này. Hai câu này quý thầy nhớ cho. Do vậy đối với cái giáo lý đạo Phật, cảnh hai cực đoan này chúng ta phải đi con đường trung đạo gọi là Majjhima Patipada. Và con đường trung đạo này là do chính Đức Phật ngài đã chứng ngộ, mà trong kinh nói là do Như Lai tác thành mắt tri kiến an tịnh an tịnh thành trí chế nghi dục vọng. Như vậy tôi sẽ gọi lại hai cái ở đây, tôi lưu ý quý thầy hai cái điểm. Điểm thứ nhất là tại sao Đức Phật lại tuyên bố hai cực đoan cần phải từ bỏ, và tại sao Đức Phật lại trải qua ba kỳ, gọi là ba kỳ giai đoạn ngài tìm đạo. Lý do tôi trở lại một chút để quý thầy lưu ý. Thí dụ như nếu một người mà quý vị biết là quý vị nói đây là tiến sĩ tâm lý mà lên dạy tâm lý thì quý thầy có niềm tin không? Họ là tiến sĩ tâm lý, nổi tiếng về tâm lý, họ giỏi về tâm lý và có thẩm quyền về tâm lý, họ dạy về tâm lý học, quý thầy họ thích thú không? Họ kính trọng không? Còn nếu như một người đứng trên này là một cái người anh chẳng biết gì về tâm lý học mà anh nói về tâm lý học, quý thầy có chịu nghe không? Cho nên khi tôi nói như thế, khi Đức Phật nói rằng hãy từ bỏ hai cực đoan bởi vì ngài đã thiền xạo tâm này và ngài quá biết chỗ này, cho nên ngài nói bằng kinh nghiệm. Vì vậy
dễ thuyết phục và rất thuyết phục đối với người nghe. Đó là điều thứ nhất tôi lưu ý. Đây là những điều mà quý thầy phải nắm nghe. Điều thứ hai, thì dù như cái cảnh giới thiền thứ bảy, lúc đó là vô sở hữu xứ định, là cảnh giới tâm linh mà thế giới ta đang kính trọng, ta đang kính phục. Mà bây giờ Đức Phật không tu, mà Đức Phật nói không có thế giới đó, là nó không bằng thế giới của tôi, thì quý thầy có tin chắc không? Ngài chưa tu, nhưng bây giờ Ngài ở trong đó rồi, Ngài thượng thù, Ngài tu chứng, Ngài nói không, cái đó chưa hoàn toàn giải thoát. Ngài đi vô diệt thọ tưởng định, như ở trên trên rồi, vi vô phi tưởng, phi tưởng sự định, nó cao hơn, chứng tỏ rằng Ngài đã thực nghiệm và Ngài nói bằng kinh nghiệm, Ngài cho biết rằng cái đó chưa phải là cái cứu cảnh cuối cùng. Cho nên khi mà thuyết phục cuộc đời này là những gì cuộc đời này rất kính trọng, Ngài chinh phục hết, và cuối cùng Ngài nói những thứ đó là những thứ chưa phải giải thoát. Cuối cùng Ngài trên con đường công đạo này, Ngài tiến bộ là giải thoát. Vậy thì cái đó thuyết phục hay không thuyết phục? Đầy thuyết phục. Cho nên cái đoạn đường mà Đức Phật đi tuyên đạo này là cái đoạn đường vô cùng giá trị đối với giáo lý của Ngài, vì nó được nói bằng kinh nghiệm tu chứng, bằng kinh nghiệm sống, bằng kinh nghiệm thực nghiệm, để đưa ra cái con đường trung đạo. Quý thầy thấy rõ chưa nào? Đây là cái giá trị vô cùng. Cảm ơn quý thầy, khi tới ta làm việc. Nhờ phải chuẩn bị bài vở nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tâm cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật Đà.